Mình sẽ chia sẻ cách dựng từng phần trước. Thì đầu tiên mình sẽ dựng phần body. Như ban đầu mình phân tích thì phần thân này được phát triển từ một khối trụ. Thì trong phần mềm mình sẽ dựng một khối cylinder ra. Sau đó thì các bạn đưa radius về đúng với tỷ lệ như hình tham chiếu. Đó. Tiếp theo thì các bạn setup một chút về material cho object vừa tạo. Điều này nó sẽ giúp cho các bạn đỡ thấy mỏi mắt khi dựng hình trong một thời gian dài. Thì ở bước này thì chúng ta cần phải tính toán nó phải thật là kỹ. Thì các bạn thấy được ở đây là có 6 chi tiết được khoét vào cộng với ba vị trí được đục vát vào như lúc đầu mình chia sẻ. Thì cái phần này mình sẽ đảo ngược lại. Vậy thì cái phần này nó sẽ liên quan đến cả phần đầu. Vậy thì bài toán ở đây thì chúng ta sẽ phải tìm được một cái segment mà nó chia hết được cả ba cho ba con số là 6, 3 và 4. Vậy thì ước số chung của ba số 6, 3 và 4 thì mình có được là 24 size. Tiếp đến các bạn chúng ta cập clone này lên. Copy. Kéo lên. Và chúng ta để cái này là 6. Tại sao mình làm như vậy? Thì lát nữa mình sẽ giải thích khi chúng ta đưa về đây. Các bạn muốn an x để cho object trở nên trong suốt và có thể nhìn thấy được chi tiết của cái cột này. Thì để có thể turbo smooth ở mức hoàn hảo nhất thì các bạn cần làm như sau. Giả thiết mình cho chi tiết này nằm ở trên một tấm plane. Mình convert về poly. Các bạn chỉ cần làm một nửa, không cần làm nửa còn lại. Đó. Để khi về tua smooth các bạn thấy được là chúng ta bật F4 lên để thấy được lưới. Vậy khi chúng ta đối chiếu với concept thì chúng ta cần 1, 2, 3, 4. Cần có 4 cạnh để giúp cho model cột này tốt hơn. Vậy thì từ 24 segment ban đầu thì các bạn nhân với 4 lần lên nó sẽ bằng 96. Ok. Vì các chi tiết tại khu vực này chúng có cái tỷ lệ kích thước giống hệt nhau nên mình chỉ cần dựng một mắt, sau đó tính toán một chút để ra 5 mắt còn lại. Thì đầu tiên để có thể model được thì chúng ta cần phải convert object về edit poly, sau đó thì các bạn thêm các segment vào các vị trí cần thiết. Tiếp đến các bạn xóa hai cái mặt đáy của nó đi. Ok, thì các bạn có thể dựng y hệt như mình đã dựng nó tấm lên trước. Thì đầu tiên các bạn scale lại để lấy được gần vát của đáy, sau đó thì các bạn scale thêm một lần nữa. Cứ đến hai ba đường như vậy. Tiếp đến là các bạn insert. Đó, insert đúng không ạ? Thì các bạn cho chế độ di chuyển cạnh về edit, chế độ di chuyển điểm. Sau đó thì các bạn gióng, các bạn giữ bấm S để có thể gióng được. Và như mình đã làm trên tập lên thì cái này mình làm tương tự sẽ là một nửa thôi. Tiếp đến mình sẽ connect một đường đây.
Xóa cái file. Ở bước này mình sẽ phải gióng, đưa về trạng thái này, mình sẽ phải gióng. Ở đây có hai segment thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Khi đó thì các bạn vẽ một đường bao quanh viền. Bạn là chuyển chế độ edit. Từ đây các bạn kéo theo trục y vào trong, các đường mình như vậy, các bạn gióng thẳng theo trục y và các bạn bắt theo điểm này. Khi đó thì điểm này sẽ được các bạn tắt các đều vào này. Tiếp đến các bạn chỉnh đường này. Các bạn để chế độ edit kéo vào phía trong, xong rồi kéo ra như vậy. Và bạn tương tự như thành còn lại. Khi đó thì các bạn có vạch thêm một đường nữa ở đây, qua nối điểm này vào đây, các bạn có được. Các bạn chặn cạnh vẫn là chế độ English. Các bạn dùng lệnh ấy chút để ấy chút cạnh, sau đó các bạn đẩy ra như trong hình. Các bạn để chế độ edit như bình thường, các bạn gióng cho chúng Z để cho chúng phẳng. Đúng. Sau đó thì các bạn sẽ chi sang okay. Và tool smooth thì các bạn được một hình như vậy. Ok, giờ thì có một khối cylinder này thì anh sẽ giải thích là tại sao mình nhân nó ra. Thì các bạn biết là biết được là đây gồm có 6 cái chi tiết thì nó tương ứng với 6 cái mặt của khối cylinder này, và khi mình kéo xuống như vậy, các bạn để ý là đây nó có hai cạnh trùng. Vậy khi đó mình sẽ, các bạn chỉ cần xóa bỏ cái cạnh này đi, sau đó chúng ta xóa khối đi thôi đó. Các bạn ở tâm, các bạn về mặt top, các bạn bật cái bảng Run and Snap Setting lên, các bạn để cái angle bằng 2.5, tức là nó quay một góc 2.5 độ. Đó, tiếp tục các bạn bấm Mang Quy, sau đó thì các bạn giữ cái phím 60. Thì các bạn được màn hình tương tự như vậy.
Và khi các bạn bấm 3, tức là bạn chọn cái border, bạn check thì các bạn thấy là nó đi thủng. Thì chúng ta giữ control chọn điểm, chúng ta quay lại chúng lại với nhau. Chúng ta bấm 3 thêm một lần nữa để check. Đó, chúng ta sẽ không bị thủng. Và gửi cho Smooth thì nó sẽ được một hình như vậy. Mình sẽ chỉ khai tiếp khu vực ở phía trên. Thì các bạn cũng làm y như ở phần dưới, là đầu tiên các bạn sẽ phải tạo dáng. Các bạn scale nó vào. Thì đầu tiên các bạn cho cái cạnh này, sau các bạn ấy chút. Thế ra chúng ta ấy chút thì chúng ta ở đây thì chúng ta cần phải ấy chút ra để có thể có hai cái tỷ lệ cạnh bằng nhau như vậy. Hai cạnh này nó sẽ trùng với hình ảnh như hình trong tham chiếu. Thì các bạn dựng cái đường chéo này, thì đầu tiên các bạn sẽ dựng, các bạn sẽ connect chúng trong concept mình đang bị sai vậy. Từ đây thì các bạn thấy được là chúng ta bắt đầu làm tương tự với cạnh này. Cái này chúng ta sẽ chặn sát hơn vì chúng cạnh ta với cái này nó sắt. Sau đó thì chúng ta connect thêm một đường ở đây nữa, tiếp đến là chúng ta xóa bỏ, ta có một đường như vậy. Và để làm cho chi tiết này thì các bạn nên tách nó ra, tách cái mặt phần toàn bộ mặt phần trên này ra, đi tách và các bạn ẩn phần này đi. Các bạn thấy được là ở đây nó cũng có ba chi tiết, vậy thì mình cũng chỉ làm một chi tiết này thôi. Bạn làm từ lần lượt từ chi tiết một. Đầu tiên các bạn sẽ phải chặn cạnh này, sau đó thì các bạn cần có cái cạnh chặn ở đây. Từ đây thì các bạn có thể xóa một hai cái điểm. À, mình làm một nửa thôi. Đó. Các bạn để edit và cho các bạn cắt lên một đường vào đây, các bạn có lẽ nên chỉnh lại một chút. Thiếu gì các bạn có thể cái đường này vào đây được. Tiếp theo các bạn cần sinh ra hai cạnh chặn từ đây, một là đây. Và hai là cái này. Các bạn cứ sinh ra lần lượt các cạnh chặn. Các bạn sinh lần lượt ra như vậy. Sau đó thì các bạn tiếp tục sinh các cạnh chặn lên. Thì đầu tiên các bạn xóa được hai cạnh này.
Ok, tôi sẽ xử lý sau. Sau đó thì các bạn xem chi sang. Từ đây thì các bạn có thể tua xuống được. Đây của chúng ta như vậy. Sau khi đi tách ra thì các bạn giữ shift xoay chúng, shift xoay chúng một góc đó 45 độ được một cái, làm lại một cái tương tự. Bây giờ thấy được là đường này ta bỏ. Và chúng ta tách với nhau. Chúng ta bấm ba check như phần dưới của em. Bấm ba lần nữa để check. Sau đó chúng ta lật ngược lại. Và chúng ta hiện hết lên. Tắt cái này. Tôi bấm 3 để check. Đây là một phần. Tôi quay lại. Tiếp. Tại khu vực này. Có phần như vậy. Các bạn gọi là cứ chút lên. Bạn tôi vô thử. Chúng ta bắt đầu thêm các lưới. Chúng ta thêm hai lưới khu vực này. Các bạn có dựng xong bước đầu của chi tiết. Ok, thì trước khi triển khai tiếp thì các bạn nên nhân phần này lên. Thì như lúc đầu mình đã chia sẻ thì phần này nó nằm ở phần đầu. Rồi các bạn đi tắt đây ra. Các bạn đi và giờ chúng ta dựng ở chi tiết khu vực này. Thì ở đây các bạn thấy chúng ta còn một phần chi tiết nữa đó, thì các bạn để ý kỹ là ở đây nó có một cái phần nó gắn liền với thân, nhưng nó cái phần này nó sẽ được đục vào trong và phía thân cũng bị ảnh hưởng như vậy đó, chúng ta sẽ không thể dựng liền được. Thì để dựng phần này chúng ta cần phải đi tách từng phần ra. Các bạn kéo nó xuống dưới này một chút. Sau đó thì các bạn đi tách phần này. Các bạn ẩn đi. Các bạn chỉ làm một nửa phần, nửa lại mình sẽ xem cái chi vậy, mình sẽ làm một nửa. Vì các bạn làm một nửa nên các bạn xóa nốt một nửa ở bên kia, cố gắng đây. Ok, để tạo được cái đường thẳng như vậy cắt vào thì các bạn sử dụng một lệnh là lệnh slide plane. Lệnh slide plane này nó có tác dụng là khi các bạn cắt nó tạo ra một cái đường thẳng như một tấm ba lên được cắt qua. Thì lần cắt đầu tiên các bạn cắt cho mình trùng với điểm, các bạn dùng bấm slide và phát để nó cắt. Tiếp theo các bạn cách đó một đoạn các bạn tạo cắt luôn cho mình một đường như vậy. Thì cách này khi các bạn thoát lệnh slide lên thì cách này nó có tác dụng là làm một cạnh chặn của tấm plane vừa sinh ra. Thì các bạn có thể xóa các mặt này đi, xóa mặt các bạn vừa sinh ra đi. Sau đó thì các bạn sửa lại lưới luôn. Các bạn cũng đều một đường như vậy. Từ đây thì các bạn
Từ đây thì các bạn kéo một đường thẳng vào phía trong này. Sau đó thì các bạn tạm thời xóa cho mình hai cạnh này đi và chamfer cạnh ở phía trong có phía chạy cạnh còn lại ra. Đó. Khi đó thì các bạn được một cạnh mới vào cạnh này. Các bạn kéo lên một chút. Các bạn kéo lên. Thì cạnh này sẽ vô đây. Các bạn tháo đường cắt lá lưới đi. Thì từ đây các bạn có thể nối được chúng vào đây. Sau đó thì các bạn đẩy cạnh lên. Tiếp các bạn connect được một đường ở đây. Các bạn cho một cái chủ Z như vậy. Tiếp tục các bạn chọn các cạnh còn lại. Các bạn kéo vào như vậy. Thì trên các bạn kéo xuống. Sau đó thì các bạn đi ghét các bạn. Đi ghét các bạn. Tiếp tục các bạn lấy luôn đường này. Các bạn đẩy lại về chỗ cũ. Các bạn đẩy thêm vào một chút. Khi đó thì các bạn có thể tua số một được. Thì từ bước này thì các bạn triển khai luôn cái chi tiết kèm keo vào chi tiết này. Thì để triển khai được chi tiết này thì các bạn chỉ cần lấy luôn mặt phẳng này ra và các bạn đưa về trục Z, trục X. Đó, các bạn nhấn vào lưỡi nữa và các bạn xóa được cái này đi. Các bạn đang xóa tất cả các chi tiết. Đó, các bạn chỉ giữ lại như vậy. Vậy thì ở đây các bạn thấy được là mặt này đang bị flip ngược, các bạn flip ngược lại. Đó. Tiếp tục các bạn đi tách rồi. Các bạn xem chi các bạn kép nó lại sau đó thì các bạn có thể chút lên các bạn insert nó vào như vậy. Để chúng ta có được độ dày. Các bạn không sử dụng Excel trong trường hợp này. Xóa thì các bạn lại xóa bỏ đi. Từ đây thì các bạn chỉ làm một nửa thôi. Tại sao chúng ta phải làm một nửa? Vì như các bạn biết là để làm đối xứng, để làm một thể nó chuẩn thì cần các chi tiết nó đối xứng và các bạn không thể dựng một chi tiết giống nhau ở mức hai lần liên tiếp. Ok, chưa đủ dày. Các bạn lôi chúng vào như vậy, sau đó thì các bạn bị ghét chúng. Tiếp mình quay sang mặt tham chiếu thì các bạn thấy được ở đây cái này nó vát xuống như vậy thì các bạn chamfer cái này ra.
Tôi có thể cho cảnh đây. À, phần này làm giống cái việc lúc trước mình đã hướng dẫn các bạn làm ở VNLoop, đó là thêm các cạnh. Tiếp các bạn chọn cạnh, các bạn ấy chút nó ra thì chúng ta sẽ được các cái cạnh chặn. Đó. Thì đó thì các bạn nên thêm các cái cạnh. Tiếp đến là mình xây dựng chi tiết ở khu vực này. Thì khu vực này thì các bạn thấy được là đây là một cái viết khuyết tròn được thuộc vào trong và chúng đối xứng. Vậy thì chúng ta xây dựng như sau. Đầu tiên thì các bạn vẽ một cylinder. Các bạn để segment nó là 16. Ok. Sau đó thì các bạn con vuốt đến poly. Tiếp. Các bạn một bar. Các bạn kéo ra như vậy. Sau đó thì các bạn làm như vậy. Tiếp đến các bạn chamfer, đôi khi các bạn để cái này ở góc vuông như vậy thì chúng ta sẽ chamfer cái này lên. Tiếp theo là các bạn có thể cho chúng ngay ở bước này. Ok, sau thì quả tu thôi. Đó, và được một đường như vậy. Quả flip.
Ở đây mà này nó kín, để thì các bạn sửa một chút cho mình. Ok thì mình triển khai nhanh. Như bạn nhìn thấy đây thì mình sẽ triển khai nhanh cái chi tiết còn lại. Buồn này. Cái này nó sẽ ngang bằng đường tâm. Bạn nối hai điểm này lại, hai cạnh lại. Sau đó thì các bạn có thể tách toàn bộ phần này ra để làm cho nó dễ. Thì như các bạn thấy ở đây, bạn đếm được là 8 rãnh, 1, 2, 3, 4, 8 rãnh. Thì do mình làm một nửa nhưng mình chỉ làm 4 rãnh thôi. Tách chút ra để mình chặt cạnh. Đó. Để các bạn thấy là hai cạnh rất là đều. Thì mình sẽ đầu connect. Vậy, còn nếu là cứ cách một ô thì ta có một cái. Các bạn thiếu một cái. Ok. Các bạn di chuyển phần này. Các bạn di chuyển tất cả các cạnh về phía bên tay này một chút. Đó. Sau đó thì các bạn sử dụng lệnh slide plane, các bạn cắt các đường thế này thì các bạn connect thì hai đường. Khi đó các bạn chọn các cái cạnh bạn bao bồ chúng. Được cạnh như vậy thì chúng ta sẽ ở chặn cạnh cho chúng, tìm cạnh ở đây, sẵn cạnh này nó sẽ chặn xuống. Sau khi các bạn đã cặn xong, các bạn thử combo smooth thử.
thì các bạn thấy là mình cần thiếu hai cạnh trong này, tại các cạnh ok thì từ đây các bạn hoàn toàn có thể attach được tất cả các object đã dựng và CVC chủ. Tiếp đến các bạn dựng khung thép này thì điều này nó rất đơn giản, các bạn đã dần dựng line, các bạn tạo một đường rectangle, rendering lên, các bạn có thể đẩy cái size của nó sẽ khoảng bằng bằng các bạn để cho mọi người. Sau đó thì đường này nó sẽ chạm với đường mặt trên. Các bạn. Sau đó từ cái đường này cho bạn chọn 4 điểm. Các bạn vào Fillet. Các bạn vào Smooth nó. Các bạn để dần các segment ở đây bằng 6. Đây là ok, à, cũng được. Mình thấy ở đây là tiếp sau đó bạn dựng nốt cái phần chi tiết này. Thì để dựng chi tiết này thì các bạn xem chi là xong.
Ok, thì bây giờ mình sẽ xem lại kết quả cuối cùng của mình. Đó, như các bạn thấy.